giá xăng dầu từ 16 giờ ngày hôm nay 21 tháng 12 đồng loạt tăng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 687 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 740 đồng một lít, dầu diesel tăng 514 đồng một lít. Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 có giá 21.199 đồng một lít, xăng RON 95 là 22.145 đồng một lít, dầu diesel là 19.524 đồng một lít. Ngày hôm nay, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khai mạc hội nghị kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2023 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, quận 11 nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối trực tiếp đẩy mạnh lưu thông hàng hóa. Hội nghị năm nay có quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp đến từ 45 địa phương, trưng bày hàng ngàn đặc sản vùng miền và 19 không gian văn hóa làng nghề đặc sắc, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Để đa dạng hoạt động kết nối giao thương trực tiếp, thúc đẩy hợp tác đầu tư trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, ban tổ chức đã tạo không gian kết nối B2B, trao đổi trực tiếp giữa 12 hệ thống phân phối, 5 sàn thương mại điện tử và hơn 1.000 nhà cung cấp đến từ các tỉnh thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa để bên mua, bên bán kết nối trực tiếp, tiết giảm chi phí trung gian, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, góp phần hình thành các chuỗi cung ứng bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra, phát triển thị trường cho sản phẩm thế mạnh của từng địa phương, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành, tìm kiếm nguồn hàng chất lượng cao, giá cả hợp lý trên phạm vi cả nước để bổ sung nguồn cung bình ổn thị trường, phục vụ thị trường thành phố dịp Tết Nguyên đán 2024.